Tôi phải giết cô. Tôi phải giết cô. Tôi phải giết cô. Tôi lại là một nhà tâm lý học dược giới, mong có thể khơi lại cảm giác giết người quá. Em cũng ra đi lâu vậy rồi, có phải là anh nên sống lại cuộc sống của mình không? Anh cảm thấy có một cô gái anh đã rất thích, chính vì yêu anh mới giết. Cảnh sát không phải nhà tâm lý học, chúng tôi mới chứng cứ kịp. Anh Đậu, anh phải tin cảnh sát chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra tên hung thủ thật sự. Đón xem bộ phim Tâm lý truy hung phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên VP Star SCTV 11.